Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh học tiếng Anh online miễn phí. Và ở trong cái tình huống nghiên cứu giao tiếp tiếng Anh tiếp theo, chúng ta sẽ làm quen, đấy chính là tình huống cuộc nói chuyện giữa hai người bạn về cảm nhận về cái công việc mà chúng ta đang làm. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe toàn bộ cái tình huống ngày hôm nay. So, what do you do, Mark? I'm an accountant. Oh yeah? You must be good at math. I am, but I really don't like my job. It's kind of boring. I'm sorry to hear that. Do you earn a good salary? I guess my salary is okay, but I'd rather do something more fun and earn less money. Like what? Well, I've always wanted to be a chef, but enough about me. What about you? Me? You won't believe it. I own a restaurant and I'm looking for a new chef. Really? Will you hire me? Well, do you have any experience as a chef? I cook for my family every night. What do you cook for them? Instant noodles. My kids love them. I'm sorry, Mark, but I don't think you're the right person for this job. Đấy chính là tình huống của chúng ta. Bây giờ các bạn hãy cùng nghe lại lần hai và các bạn nhớ là hãy đọc to rõ ràng lại cái tình huống để sau này chúng ta phân tích thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về tình huống nhé. So, what do you do, Mark? I'm an accountant. Oh yeah? You must be good at math. I am, but I really don't like my job. It's kind of boring. I'm sorry to hear that. Do you earn a good salary? I guess my salary is okay, but I'd rather do something more fun and earn less money. Like what? Well, I've always wanted to be a chef, but enough about me. What about you? Me? You won't believe it. I own a restaurant and I'm looking for a new chef. Really? Will you hire me? Well, do you have any experience as a chef? I cook for my family every night. What do you cook for them? Instant noodles. My kids love them. I'm sorry, Mark, but I don't think you're the right person for this job. Đấy chính là tình huống. Bây giờ các bạn hãy cùng mình phân tích các cái câu ở trong tình huống này nhé. Câu đầu tiên. So, what do you do, Mark? Vậy bạn làm cái nghề gì thế Mark? I'm an accountant. Tôi là một kế toán. Oh yeah? You must be good at math. Thật thế sao? Chắc chắn là bạn phải giỏi môn toán lắm. I am, but I really don't like my job. It's kind of boring. Đúng vậy, nhưng mà tôi thì lại không thực sự yêu thích cái công việc này. Nó hơi là tẻ nhạt. I'm sorry to hear that. Do you earn a good salary? Tôi rất tiếc khi nghe anh nói như thế. Lương của anh khá chứ? I guess my salary is okay, but I'd rather do something more fun and earn less money. Tôi cho là như vậy, nhưng mà tôi thì thà làm cái gì đó thú vị hơn và thu nhập mà ít hơn cũng được. Like what? Giống như công việc gì? Well, I've always wanted to be a chef, but enough about me. What about you? Tôi muốn trở thành một đầu bếp, nhưng mà như thế là đủ về tôi rồi. Còn cô thì sao? Me? You won't believe it. I own a restaurant and I'm looking for a new chef. Anh sẽ không tin đâu. Tôi là chủ một cái nhà hàng và tôi đang tìm một cái đầu bếp mới. Really? Will you hire me? Thật vậy sao? Cô sẽ thuê tôi chứ? Well, do you have any experience as a chef? Anh có kinh nghiệm làm đầu bếp không? I cook for my family every night. Tôi nấu ăn cho gia đình vào mỗi buổi tối. What do you cook for them? Anh nấu cho gia đình những món gì? Instant noodles. My kids love them. Mì ăn liền. Con tôi rất thích món đó. I'm sorry, Mark, but I don't think you're the right person for this job. Tôi xin lỗi Mark, nhưng mà tôi không nghĩ là anh có thể phù hợp với cái công việc này. Đấy chính là tình huống của chúng ta. Bây giờ chúng ta tóm tắt lại cái tình huống là
Có hai người bạn gặp nhau và thăm hỏi về công việc của nhau. Một người thì đang làm kế toán nhưng mà chán công việc kế toán muốn làm đầu bếp. Còn một cô thì làm chủ nhà hàng và đang tuyển đầu bếp. Nhưng mà sau một hồi trao đổi thì cái anh này không thể nhận được công việc, đúng không ạ? Và mình hy vọng là tình huống có ích đối với tất cả các bạn. Hy vọng gặp lại các bạn ở các cái tình huống tiếp theo.